Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay cô sẽ cùng các bạn chữa bài test số 1 sau unit 1, unit 2 có mã là 1011. Đây là bài test 15 phút các bạn nhé. Và series bài test của sau unit 1, unit 2 thì cô sẽ có thêm 2 bài test 15 phút nữa dành cho các bạn. Thì các bạn nhớ là giúp cô là kiến thức lớp 10 chương trình mới. Ở unit 1 thì phần ngữ pháp chúng ta sẽ trọng tâm vào hai thì là thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, sẽ học rất là chuyên sâu, so sánh sự giống và khác nhau giữa hai kỳ. Và ở unit 2 chúng ta sẽ học về câu bị động. Rồi, vậy thì chúng ta hãy cùng đi qua đề để cùng hình dung được cấu trúc đề cũng như cách giải đề chi tiết các bạn nhé. 1. Choose the best answers to complete the sentence. Hãy chọn những cái đáp án đúng nhất để hoàn thành những cái câu sau. Đây là dạng bài chúng ta quá là quen thuộc rồi, đúng không? As planned, theo như kế hoạch. Tôi chấm chấm. My parents this weekend. Ở đây chúng ta có từ this weekend là kế hoạch, nói về tương lai rồi. Nói về tương lai cuối tuần này thì chắc chắn là nói về tương lai, chúng ta loại được luôn đáp án B và loại được luôn đáp án D vì nó đang không ở cấu trúc của thì tương lai. Vậy thì theo như kế hoạch cuối tuần này tôi sẽ định thăm bố mẹ của tôi. Vậy cái việc này nó đã được lên kế hoạch rồi. Chúng ta sẽ không chọn thì tương lai đơn các bạn nhé. Đã được lên kế hoạch rồi thì chúng ta sẽ chọn câu A. I am going to visit. Tôi dự định, được không? Number 2. My mother often the housework every day. Mẹ của tôi thường công việc nhà, the housework, công việc nhà mỗi ngày. Có dấu hiệu thứ nhất là every day. Dấu hiệu số 2 là often, các trạng từ chỉ tần suất. Vậy thì công thức, đây là dấu hiệu của thì hiện tại đơn nhé. Thì hiện tại đơn thì công thức thì khẳng định này. Thì khẳng định này, chủ ngữ sẽ cộng động từ giữ nguyên, động từ thêm s hoặc là thêm es. Những động từ mà tận cùng là o, s, chờ, x, sh, z thì chúng ta sẽ thêm es sau từ đó với ngôi thứ ba số ít là he, she, it. Còn với ngôi thứ ba số ít là he, she, it mà với các cái động từ kết thúc không phải là những cái chữ như thế này thì chúng ta sẽ thêm s. Còn chủ ngữ I và you with they thì chúng ta sẽ dùng động từ giữ nguyên, được chưa? Vậy ở câu này chúng ta sẽ chọn được đáp án luôn các bạn ạ. Chọn được đáp án luôn. Câu B đoạn, đây không phải cấu trúc của thì hiện tại đơn mà hiện tại tiếp diễn. Câu C đoạn. Và câu A, my mother là số ít thì tương tự trên ngôi he she it nhá. Nên chúng ta sẽ chọn câu D, tận cùng là O, genders. Number 3, he likes to meet and spend time with other people. He is very, anh ấy thích gặp gỡ và dành thời gian với những người khác. Vậy anh ấy là người như thế nào? Thì sau to be, is và very chúng ta sẽ cộng tính từ. Ở đây các bạn nhớ nhé, sau to be và very chúng ta cần cộng tính từ. Thì tất cả ở đây đều là tính từ rồi. Vậy thì chúng ta sẽ phải dịch nghĩa ra rude, thô lỗ, cằn. Sociable là hòa đồng, chan hòa. Sociable, chọn số 1 nhé. Sociable, hòa đồng chan hòa. Unfriendly, trong âm số 2. Unfriendly, không thân thiện. Khi chúng ta thì có các cái tiền tố như đằng trước, cái từ gốc như thế này thì nó sẽ mang những trái ngược lại. Unfriendly là không thân thiện. Và generous cũng trong âm số 1. Từ này generous có nghĩa là hào phóng. Vậy ở đây từ dịch ra thì chúng ta sẽ biết được cái nghĩa của từ nó. Chúng ta sẽ chọn câu B, đúng không? Câu B, sociable. Number 4, our food and other goods sold at our shop or a supermarket. Là những cái loại đồ ăn và những cái loại hàng hóa. Từ goods ở đây là hàng hóa các bạn nhé. Từ good thì bình thường nghĩa của nó là tốt. Nhưng nếu mà nó có chữ S như thế này này thì nó lại biến thành danh từ. Mà danh từ thì mình dịch nghĩa từ goods, nó là hàng hóa. Là những loại đồ ăn và những loại hàng hóa. Ở đây từ sold là quá khứ phân từ. Đây là dạng rút gọn của mệnh đề quan hệ. Được chưa? Mệnh đề quan hệ câu bị động chúng ta sẽ rút gọn. Viết đầy đủ nó là which are sold thì chúng ta bỏ từ which are đi. Sold at a shop or a supermarket.
được bán ở một cửa hàng hoặc một siêu thị. Thì đây chúng ta sẽ chọn một danh từ số nhiều đúng không? Ở đây câu A chúng ta loại luôn, household không đếm được và cũng không hợp nghĩa trong trường hợp này. Đây là việc nhà. Benefits, benefits danh từ số nhiều đúng rồi. Nhưng từ này có nghĩa là lợi ích, có nghĩa là những lợi ích, không đúng. Câu C, chores, chores có nghĩa là những việc vặt, việc vặt trong gia đình cũng không đúng. Vậy chỉ còn câu D thôi. Câu D chúng ta đọc là groceries, groceries trong âm số 1. Groceries có nghĩa là những cái thức ăn và hàng tạp hóa, những cái đồ phục vụ cho gia đình đấy. Chúng ta sẽ chọn câu, con xin lỗi, chọn câu D. Câu số 5 chúng ta thấy có một dấu hiệu của hiện tại tiếp diễn. Các bạn sẽ phải ôn thật kỹ hiện tại đơn hiện tại tiếp diễn nhé. Hiện tại tiếp diễn là at the moment, tức là ngay lúc này, diễn tả một sự việc đang xảy ra tại một cái thời điểm ở hiện tại. Cấu trúc của hiện tại tiếp diễn như sau. Hiện tại tiếp diễn cấu trúc khẳng định, chủ ngữ cộng is, am, verb in, tức là nó sẽ cộng từ to be chia theo chủ ngữ và đôi verb in, đúng không các bạn? Vậy thì cứ áp dụng đúng cấu trúc mà chúng ta sẽ chọn thôi. Ở đây câu A chúng ta loại này, câu A không phải đuôi verb in, cứ không có verb in là loại đã. Rồi, câu C loại, vậy chỉ còn câu B, câu D. Câu B thì lại thiếu mất trợ động từ, vậy chúng ta chọn câu D, được chưa? Khi cô dạy các bạn ý, các bạn học sinh của cô trực tiếp thì bao giờ cũng hướng dẫn các bạn khi làm một bài tập về thì đầu tiên là mình xác định được dấu hiệu. Khi mình đã nắm được dấu hiệu, mình sẽ phân biệt được đấy là thì gì. Và khi mình biết được thì mình sẽ áp dụng vào các cái công thức khẳng định, phủ định, nghi vấn. Thì làm bài tập về thì rất là đơn giản. Number 2, change the following sentences into passive voice. Hãy chuyển cái câu sau thành câu bị động. Ở đây thì cứ passive voice là trọng tâm của into các bạn nhé. Vậy thì cô đã viết luôn công thức ra đây để chúng ta tiết kiệm thời gian cô đánh máy. Thì chưa? Cấu trúc chủ động của từ must có nghĩa là phải làm gì? Thì chủ ngữ cộng must cộng verb nguyên thể cộng tân ngữ, được chưa? S là chủ ngữ, V là động từ chính của câu và O là tân ngữ. Vậy khi chuyển sang cấu trúc bị động thì tân ngữ chuyển lên làm chủ ngữ, thì cô ký hiệu là S, O cộng must be nhá, cộng be to. Be to thì như thế nào? Một là chúng ta sẽ dùng verb ed, hoặc là chúng ta lấy verb động từ cột 3 tương tự như thì hiện tại hoàn thành, hay là cô bị động ấy. Ở đây là công bị động rồi, thì hiện tại hoàn thành nhá, lấy verb ở cột 3 hoặc là verb ed cộng by và tân ngữ ở đây chính là chủ ngữ hạ xuống. Rồi, vậy chúng ta cũng biết câu số 6 nhá. Câu số 6 như sau. Câu số 6 chúng ta cần một đảo tân ngữ lên, ở đây tân ngữ là đứng sau động từ chính, the homework. Rồi, must áp dụng cấu trúc must be. Vậy động từ chính ở đây là từ do đúng không bạn? Từ do thì chúng ta hạ xuống lấy ở cột 3 là done. Rồi, bình thường chúng ta sẽ cần by him. Nào, cộng by mà, by đứng trước thời gian nhá, đứng trước nào. Tuy nhiên ở câu này chúng ta có thể những cái từ như by him, by her chúng ta có thể cho vào trong hoặc cũng được, không cần được các bạn nhá. Rồi, cái công việc đó phải được hoàn thành bằng anh, bởi anh ấy bây giờ, được chưa? Rồi, cô nhắc lại này, với những chủ ngữ như là he, she, it, I, you, we, they, people. Rồi, chúng ta có thể không dùng by nhá, không dùng by, ví dụ như by me, by him, by people, mà chúng ta dùng by với những chủ ngữ ví dụ như là tên riêng, my mother, my dad, my sister, hay là Lan gì đó, by Lan, by my, được chưa? Rồi, number 7, nobody saw him yesterday. Không ai đã nhìn thấy anh ấy ngày hôm qua. Từ so với từ yesterday là dấu hiệu của thì quá khứ đơn. Vậy câu chủ động của thì quá khứ đơn là chủ ngữ cộng động từ quá khứ. Động từ quá khứ thì một, với những từ có quy tắc chúng ta sẽ thêm ed, còn bất quy tắc thì chúng ta lấy ở cột 2. Rồi, và cộng tân ngữ. Vậy câu bị động chúng ta sẽ đảo tân ngữ lên làm chủ ngữ cộng vua 3 chữ hoặc 4 chữ cộng be to, đúng không? Vấp ed hoặc vấp cột 3 cộng bài tân ngữ, được chưa? Tuy nhiên ở câu này nó hơi đặc biệt một chút, bởi vì nobody là chủ ngữ nên chúng ta sẽ phải chuyển sang câu bị động dạng phủ định. Nobody saw him yesterday, tức là không ai gặp anh ấy. Vậy chúng ta chuyển he lên là chủ ngữ, him chuyển thành he làm vai trò chủ ngữ. He wasn't, được chưa? He là số ít, chúng ta dùng wasn't. He là số ít, chúng ta dùng wasn't. Và từ saw là cột 2,
Cột 1 của nó là từ seen đúng không? Và cột 3 là từ seen. Seen yesterday. Anh ta không được nhìn thấy ngày hôm qua. Bởi vì nobody là phủ định thì chúng ta sẽ chuyển phủ định về động từ to be nhá. Wasn't seen. Được chưa các bạn? Rồi, câu số 8. People are watching this football match all over the world. Người ta đang xem cái trận đấu bóng đá này trên khắp thế giới. All over the world. Ở đây là cấu trúc của thì tại tiếp diễn. Chủ ngữ này cộng is, am, are cộng cấp in cộng tân ngữ. Vậy thì với câu bị động của thì tại tiếp diễn, chúng ta sẽ đảo tân all lên làm chủ ngữ. Sau đó chúng ta hạ is, am, are thêm be in và sau đó cộng be true đúng không? Cộng be true của động từ chính. Be true của cái verb in này này. Be true. Chúng ta sẽ lấy be true là verb ed hoặc là verb của cột 3, sau đó cộng tân ngữ và cách hạ chủ ngữ xuống đứng sau bài. Được chưa? Vậy câu này cô phân tích nhá, chủ ngữ là people trong câu chủ động. Động từ to be là are. Verb in là watching. Được chưa? Rồi và tân ngữ là this football match, còn all over the world là cái thành phần trạng ngữ thôi. Vậy chúng ta sẽ đảo this football match. Ở đây nếu mà cô đảo cái trận đấu bóng đá lên trước, đây là số ít thì chúng ta sẽ phải thay đổi động từ to be nhá. Is being. Động từ chính ở đây là từ watching đúng không? Thì chúng ta phải bỏ đuôi in này. Sau đó cha là quá khứ phân từ của nó là gì? Thì đây là một từ có quy tắc. Chúng ta sẽ thêm ed là watched. Được chưa? Phát âm là watched. By people. Nhưng mà ở đây trường hợp này thì people như cô còn nói đấy là chúng ta sẽ không dùng by. Được chưa các bạn? Đặc biệt sẽ không dùng by people. Chúng ta dịch chung chung thôi. Là bóng đá được xem. Đương nhiên là được xem bởi con người rồi. Đúng không? All over the world. Các bạn nhớ nhé, tuyệt đối chúng ta sẽ không dùng by people. Rồi, và câu số 9. Câu số 9 là một câu nghi vấn đúng không các bạn? Dấu hiệu của nó là đảo do, the lên đằng trước, cộng chủ ngữ của động từ thường. Thì đây là dạng câu hỏi, câu nghi vấn của thể hiện tại đơn. Vậy chủ động do, does, cộng s, cộng verb, cộng are là cấu trúc nghi vấn của thể hiện tại đơn, thể khẳng chủ động. Thì thể bị động thì mình sẽ đảo động từ to be, is, am, are. Làm đóng vai trò làm trợ động từ cộng chủ ngữ ở đây tức là tân ngữ đưa lên nhá, sau đó cộng be true là dạng quá khứ phân từ của động từ chính, sau đó theo sau bởi by cộng tân ngữ. Được chưa? Thì ở đây chúng ta thấy those là trợ động từ, your sister là chủ ngữ, clean là động từ chính và the house là tân ngữ. Thì the house là số ít thì cô sẽ đưa động từ to be là is lên trước. Is the house. Rồi, thế sau đó chúng ta sẽ cộng động từ đúng không? Áp dụng đúng cấu trúc chút thôi. Phân từ của từ clean thì chúng ta thêm ed thôi. Clean. Rồi ở đây là cái chỗ mà chúng ta cần phải dùng by đây. Sau be true là chúng ta sẽ cộng by, cộng tân ngữ. Tân ngữ ở đây chính là chủ ngữ your sister hạ xuống đúng không các bạn? Your sister. Và cuối cùng hạ nốt thành phần cuối cùng, every day. Cái ngôi nhà này được lau chùi bởi chị gái của bạn hàng ngày phải không? Rồi, câu số 10. Who looked after your daughter last night? Ai đã chăm sóc, look after là chăm sóc con gái của bạn tối hôm qua? Dạng chủ động chúng ta sẽ dùng who, nhưng khi chuyển sang dạng bị động chúng ta sẽ chuyển by who. Đây là cái quy tắc của tiếng Anh thôi. Tức là bởi ai mà con gái của bạn được chăm sóc. Thì từ looked after ở đây nó là dấu hiệu của tiếng quá khứ. Thì chúng ta sẽ áp dụng cái công thức của tiếng quá khứ giống tương tự như câu số 7 nhé. Tương tự như câu số 7. Rồi, ở đây cô sẽ hỏi là by who. Rồi, con gái của bạn, your daughter là một người số ít, cô sẽ dùng trợ động từ là was. Rồi, was. Rồi, cộng chủ ngữ nào, your daughter looked after. Rồi, từ looked, nó đã là động từ thêm đuôi ed rồi, thì phân từ của nó vẫn là thêm đuôi ed, chúng ta hạ xuống thôi. Look after last night. Đúng không? Bởi ai mà con gái của bạn được chăm sóc ngày hôm qua? Đúng không? Bởi vì là cái phần có bị động là một cái chuyên đề rất là lớn. Có lẽ là cô sẽ thiết kế riêng một cái buổi về riêng chuyên đề câu bị động của lớp 10 để ôn giả soát hết tất
tất cả các cấu trúc cũng như là luyện tập cho các bạn theo từng dạng khẳng định phủ định nghi vấn nhé. Rồi, ok. That's the end of our lesson today. I wish you like it and hope to see you next time. Bài học của chúng ta kiểm tra 15 phút. Test sau unit 1-2 kết thúc tại đây. Cô vẫn còn thêm 2 bài tập nữa kiểm tra 15 phút cho các bạn. Hy vọng rằng sau một lần các bài kiểm tra hỗ trợ, các bạn có thể có được cái kiến thức chắc chắn nhất, tự tin bước vào kỳ thi nhé. Goodbye.